Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về một bộ Louis 9 món với đồng hồ Pháp xưa, với máy may Đức đó, với đồ đồng để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1A đầu tiên. Đầu tuần chịu chúc cho cô chú anh chị mình một tuần mới vui vẻ đó và tràn đầy hạnh phúc nha. Đây là mã số 1A đầu tiên. Chịu có về được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái mâm đó. Cảm ơn cô chú chị mình đã vừa qua đã ủng hộ những cái mâm vừa qua nha. Bây giờ chịu có thêm được 8 cái mâm nữa, 8 tích khác nhau, nhưng mà giá thì đồng giá nhau nha. Đường kính mâm là 5 tấc 2 đó, trọng lượng nặng là 1 kg 2. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em nha. Cái tích này là dinh, cái tích này là tùng cúc trúc mai đó, mã số 1A. Xung quanh là 12 con giáp nha, mâm dập nổi, tuổi đời tầm 20 năm đó. Đồ này để trang trí treo trong nhà mình, thay tranh ảnh để rất là đẹp đó. Đây có móc treo tường, chất liệu là bằng đồng đó, đây rất là đẹp đó. 1.100.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, mà bao luôn đánh bóng luôn nha, bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cái này là tùng cúc trúc mai, cô chú anh chị mình thích cái tích nào thì mình chọn tích đó nha. Đây, mã đây là cũng là năm đường kính là 5 tấc 2 luôn. Đó, cái này là mã đáo thành công nha cô chú chị mình ha. Đó, đây. Cô chú chị mình xem giùm em xung quanh là những binh khí Bắc Tiên. Đó, cũng là 1.100.000 luôn, bao đánh bóng, bao phí ship luôn nha. Bao chất liệu bằng đồng luôn. Ở đây là cá ngắm trăng nha. Đó. Cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, còn tích này á là Bắc Tiên Quá Hải nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha, Bát Tiên Quá Hải. Đó, rất là đẹp. Đó, đây. Đó, cũng là tùng cúc trúc mai luôn nha cô chú chị mình ha. Đó. Đây, còn cái này là Thiên Nga Hồ Sen. Đó. Một cái là một tích khác nhau hết nha cô chú chị mình ha. Đó. Đây, còn cái này là Thuận Bùm Xuôi Gió nha cô chú chị mình ha. Đó. Trọng lượng nặng là 1.2 kg một cái. Đó, đường kính là 5 tấc 2. Đó, cái này là tích bình bông nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. Trọng lượng nặng là 1.2 kg, một cái là 1.100.000 bao ship toàn quốc, bao đánh bóng cho cô chú chị mình luôn. Đây, cân nặng của chú chị mình xem giùm em là 1.2 kg nha. Đó, 100.000, 1.100.000 bao ship, bao đánh bóng cho quý của chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Số kế của em là 0898997764, cũng là Zalo và Facebook nha. Mã số 2A, một mặt chống đồng. Đó, đây là cái mặt của chống đồng nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. Đó, hoa văn họa tiết thì cô chú chị mình khỏi chê rồi. Cái này là em bao đánh bóng luôn, cái này là treo. Cô chú anh chị mình treo hướng nào cũng vẫn được hết trơn luôn. Thích hướng nào mình treo hướng đó, nó có 3 hướng nha. Đó, ở đằng sau đó có làm 3 hướng. Đó, mình thích hướng nào mình treo hướng đó. Đây, cân nặng của nó luôn là 600 gram nha. Để em đo thử rồi nha. Đường kính mặt chống đồng là 4 tấc. Chính xác luôn nha, 4 tấc. Đó. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.100.000 luôn. Bao ship toàn quốc mặt chống đồng. Mã số 3A. Đó chính là có một mặt chống đồng loại lớn nha. Đó. Đây, trọng lượng nặng là 900 gram. Đường kính mặt chống đồng là 5 tấc nha. Đó, 5 tấc. Đó, mã số 3. Chất liệu là bằng đồng. Bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình luôn. Mình treo cái này thay tranh thay ảnh nha. Nó có 4 góc luôn nha. Mình thích treo góc nào mình treo nha cô chú anh chị mình ha. Nó có 4 góc. Đó, bao đánh bóng mà bao luôn phí ship luôn nha. 1.300.000. 1.300.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Mã số 4A, đó chính là một bằng ủi con gà. Đó, bằng ủi là chất liệu bằng đồng Việt Nam xưa. Đây. Đó. Cô chú anh chị mình xem giùm em nha, trọng lượng nặng là 2 kg yếu một chút, tính 1 kg 9 thôi. Đó, cán là cán nhôm nha. Đây, đem đo chiều dài của nó luôn là 2 tấc nha. Đó, mã số 4A, em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, có giá là 700.000 bao ship toàn quốc cho quý chú anh chị mình luôn nha. Mã số 5A, một cặp bình bông ông địa, con phụng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu bằng đồng.
Trọng lượng nặng cặp này 1,4 kg. Chiều cao là 1 tấc 9. Đường kính miệng là 6 phân. Đường kính miệng là 9 phân nha. Đó. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.100.000, bao ship, bao đánh bóng toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 6 và mã số 7. Mã số 6A và mã số 7A. Ống khói thì có logo liền lạc là lặn luôn. Đồ này em bao cho cô chú anh chị mình là đồ Pháp xưa nha. Đó, chất liệu em bao. Ai mà nói đồ Việt Nam thì trả lại cho em không mất 1.000 phí ship, mà vẫn xài tốt bình thường nha quý cô chú anh chị mình ha. Về mình đổ dầu vô là mình xài thôi. Tim bọng đầy đủ, chiều cao 5 tấc 3. Đó, đây, cái này cũng như vậy luôn, cũng là 5 tấc 3 luôn nha. Đây. Chu vi của nó luôn á là 4 tấc 1. Đó, đây, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Mã số 6 còn dính dơ nữa nha, em chưa vệ sinh luôn. Hồng đồng còn liền lạc là lặn luôn nha. Đó. Một cái mã số 6 là 3 triệu, mã số 7 cũng là 3 triệu luôn nha. Một cặp là 6 triệu, một cái là 3 triệu, bao phí ship toàn quốc. Đó, bao đánh bóng cho cô chú anh chị mình luôn, muốn đánh bóng lợi cũng vẫn được luôn nha. Rất là đẹp, liền lạc là lặn luôn. Đó, một cái là 3 triệu, mã số 6, mã số 7 nha. Đó. Đây. Tới mã số 8 đó chính là một cái song trầm tỳ hưu nha. Chất liệu bằng đồng, tuổi đời trên 30 năm trở lên. Đó, mặt bộm nhìn rất là thần thái nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cái này là bằng đồng nha. Cái này quấn bóng lên cái nó đồng nó vàng tươi rất là đẹp luôn cho cô chú anh chị mình ha. Đó. Em đo từ trên con kỳ lân trở xuống tới chân luôn là 5 tấc 7. Đây. Chu vi song trầm đo phủ hai cái mặt bộm của nó luôn là 110. Nếu mà không phủ hai mặt bộm khoảng có 90 thôi. Đây. Đó, ba đầu voi của chú chị mình xem giùm em. Đó, ba đầu voi làm chân là rất là đẹp luôn nha. Liền lạc là lặn luôn. Đó, mã số 8A của chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, đây. Đồ này thêm bao xưa cho chú chị mình luôn, tầm 30 năm trở lên, chất liệu bằng đồng. Nguyên si là lặn luôn nha. Lòng trong của nó của chú chị mình xem giùm em một cái. Đó, không có một miếng ba giới và ké luôn nha. Đó, chất liệu bằng đồng. Đây, để em cần thử rồi nha. Trọng lượng nặng của nó luôn á là trọng lượng nặng mã số 8A là 9 kg. Đó, 9 kg em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc mà bao đánh bóng luôn nha. Bao ship bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới em còn hai cái máy may. Đó. Đây của chú chị mình xem nhãn hiệu của nó giùm em nha. Thùng thì còn liền lạc, nắp trên này thì bị sứt quay. Đó, em mua bán có sao nói vậy. Hàng của em bán của chú anh chị mình đảm bảo cho cô chú anh chị mình luôn, không đúng mặt hàng những lời trên clip em nói em có thể thu hồi lại cho cô chú anh chị mình, không mất 1.000 phí ship luôn nha. Cái đó là em bao và đảm bảo cho cô chú anh chị mình luôn. Tại vì em bán cũng 4-5 năm nay rồi. Chiều cao dài của nó luôn là 4 tấc 9. Chiều cao là 34. Bề ngang của nó luôn là 2 tấc 7. Đó, thùng thì còn nguyên si là lặn, chỉ có mất quay cho này thôi, có sao là em nói vậy. Lòng trong của chú anh chị mình nhìn rất là đẹp. Đó, cây này em bao cho chú anh chị mình vài chục năm nữa cũng không có mối mọt gì mà ăn được hết trơn nha. Đồ này là bao cho cô chú anh chị mình là chuẩn xưa rồi. Đó, máy may quay tay. Cái này mình gắn vô đây. Đó. Đây. Cái này nó chưa chùi dầu, nó hơi gít nè. Đó, có gì của chú anh chị mình có ấy thì chú em sẽ chùi dầu lại. Đó, cho cô chú anh chị mình nha. Đây là bao xài. Đó, thấy không, cô chú anh chị mình thấy lắc không? Đó. Đây. Đó. Cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha. Rất là đẹp, chưa vệ sinh gì hết trơn luôn. Nói chung hàng này là còn bao xài thoải mái vô tư. Đó. Đó, để em quay qua để em dỡ cái này ra cho cô chú anh chị mình xem nha. Nói chung là bằng lừa cũng vẫn là còn nguyên si luôn. Mai vẫn được. Đó, con suốt con thiền đều vẫn còn nguyên nguyên. Đó, đầy đủ linh kiện hết trơn nha. Cái này em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, nhãn hiệu nằm đây, của chú anh chị mình sẽ xem gõ giùm em. Đó, em quay không gõ chi tiết, của chú anh chị mình cứ liên hệ với em chụp để gửi Zalo cho biết thêm chi tiết nha. Nếu mà thắc mắc chi tiết điều chi, chưa vệ sinh chùi rửa gì hết trơn luôn. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 5 triệu bao ship toàn quốc cho chú anh chị mình luôn nha. 5 triệu bao luôn phí ship luôn. Đó, cộng luôn tiền vệ sinh luôn. Đó,
Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Đó, cô chú anh chị mình có mua 5 cái cho lên thì chúng em sẽ tính một cái giá ưu đãi và đặc biệt cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đây mã số 10A cũng là một cái máy may tay. Cái này thì em còn khoảng cái 5-7 cái nữa thôi chứ không có nhiều. Đó, thùng quay rồi còn nguyên si là lặn luôn. Mã số 10A, chiều dài là 4 tấc 9, đó, bề ngang là 2 tấc 7, chiều cao là 3 tấc 2. Đây, thùng nắp rồi là vẫn còn nguyên si. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Có nhiều cái em mua về mà em chưa khui ra luôn. Đó, đây, đồ lược nó bên đây nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đây, rất là đẹp. Liên lạc là lặn luôn. Đó, đó, đây, những cây kim của nó vẫn còn đây. Tờ giấy này của chú chị mình xem nè, em chưa khui ra luôn. Đó, cũng vẫn còn cây kim luôn. Đó, tờ giấy này của chú chị mình nhìn thì đã biết nó bao nhiêu năm rồi nha. Đó, đây, rất là xài tốt luôn. Của chú chị mình xem giùm em, nhãn hiệu bên đó. Nói chung là em bao xài thì của chú chị mình cứ an tâm. Đó, đã trải qua 6-70 năm rồi nhưng mà vẫn còn may được nha. Đó, bao chú chị mình vẫn may bình thường. Đó, của chú chị mình xem giùm em, hàng rất là đẹp luôn. Đó, của chú chị mình về mình mua chân đề co cũng vẫn được. Đó, để mình biết á, là ngày xưa là những cái dàn máy may này á, nó may những cái công cụ của những cái áo, những bộ đồ mình hồi xưa nha. Đó, rất là đẹp. Đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4.900.000. 4.900.000 bao phí ship toàn quốc, bao vệ sinh cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 11A, một cái đồng hồ mắt bò. Đó, cái này á, là lô này em cũng khoảng tầm khoảng 10 cái. Rất là đẹp, hai nồi, gông nhện, quýnh rất là hay. 47, vuông dứt luôn nha. Chiều cao 47, bề ngang cũng là 4 tấc 7 luôn. Đó, mặt số La Mã. Tuổi đời tầm khoảng cỡ 3-40 năm, 4-50 năm trở lên, không dưới. Quả lắc đầy đủ luôn. Đó, số La Mã. Đó, gông nhện nha, quýnh rất là hay, rất là lớn. Thùng thì còn nguyên si, lành tích cũng được 85%. Mã số 11A, kiến chưa vệ sinh, chùi rửa luôn nha. Đó, nhưng mà máy móc thì em bao xài cho cô chú chị mình luôn. Máy là bao không tu dồn luôn. Mắt bò này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 3.200.000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 3.200.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đây, thôi để dưới đất đi. Đó, để đây đây. Đó, rồi dẹp các bạn. Đây, tới em có ba cái bàn Pháp xưa. Đó, mặt đá là cẩm thạch nha. Mặt đá là nguyên si, lành tích, cẩm thạch đàng hoàng nha. Thứ nhất, thứ hai, cái nữa là đồ này em bao đồ Pháp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đây, bao cho cô chú anh chị mình luôn. Chân là chân đồng, bốn chân là bằng đồng nha. Chiều cao tính từ dưới chân lên tới mặt bàn luôn là 3 tấc 6, 3 tấc rưỡi. 3 tấc rưỡi nha. Mặt bàn là 3 tấc vuông dứt nha. Đó, mặt bàn là 3 tấc vuông dứt. Đó, đá thì này rất là dày. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, để em lấy miếng đá lên cho cô chú chị mình xem. Rất là nặng, cô chú chị thấy vậy chứ, nó rất là nặng, rất là dày nha. Đó, cô chú chị mình xem nguyên một tấm đá luôn. Đá cẩm thạch nha, rất là đẹp. Đó, đồ này thì em bao cho cô chú chị mình luôn, cũng trên 50 năm. Dưới 50 năm trả lại cho em, không mất 1.000 phí ship nha. Em bao cho quý chị mình rồi thì khỏi sợ. Đó, trên 50 năm, dưới 50 năm là bà trả lại cho em, không mất 1.000 phí ship. Mã số 12A, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3.200.000. 3.200.000 bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Mã số 13A, cũng là một cái bàn Pháp. Đó, chất liệu chân là bằng đồng. Chiều cao của nó luôn là 4 tấc. Đó, bề ngang là 3 tấc. Nhân lên 4 tấc. 3 tấc nhân lên 4 tấc, cái mặt đá cũng là nguyên si. Đó, đây. Có cô chú chị mình muốn gỡ ra thì em gỡ ra cho cô chú chị mình xem nha. Đây. Nguyên si luôn, cái này dân đá nha, chứ không phải là bị nứt nha. Đó là em bao cho cô chú chị mình luôn. Đó, liên lạc là lặn luôn nha. Đó. 3 tấc nhân lên 4 tấc. Đó. Chất liệu là bằng đồng. Đó, bề ngang này 4 tấc thì cô chú chị mình xem giùm em rồi. Đó. Chiều cao cũng là 4 tấc luôn. Đó, cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 4.200.000.
4,2 triệu bao ship toàn quốc nha. Đây tới mặt là mặt này thì nó lớn hơn, nó có một bộ nó có 3 cái. Chiều cao là 44, bề ngang là 3 tấc. Đó. Bề dài của nó luôn là 5 tấc. Đó, chân cũng là đồng luôn, đá cũng là cẩm thạch luôn. Chỗ này nó hơi bị mẻ tí xíu, em về em vận chuyển về nó hơi bị mẻ. Đó, có sao là em báo trước cho cô chú anh chị mình đều biết nha. Đó, còn cái này nó hơi chóc keo thôi, nhưng mà đá cũng vẫn còn đẹp nha. Nguyên viên đá nó vẫn còn đẹp luôn. Đó, cũng liền lạc là lặn luôn nha. Đó, mã số 14A cũng có giá là 5 triệu, 5 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, rất là nặng. Thấy vậy chứ nặng lắm nha cô chú anh chị mình ha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Đây tới em có một bộ Louis 9 món. Đó, gồm có 4 cái ghế đơn, 2 cái ghế đôi và một cái bàn lớn, hai cái đầu đôn bàn. Đó, chất liệu là bằng gõ nha. Đó, cái này thì chủ nhà người ta đã xịt keo bóng lên bởi vì nhìn thấy nó bóng. Nhưng mà cô chú chị mình xem giùm em nè, một dòng. Đây dân cây gõ vẫn còn đẹp. Đó. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì chú em sẽ xả nước bóng này ra cho cô chú chị mình vẫn được. Còn để nguyên gì cũng vẫn được luôn. Nước bóng này mình lau xăng thơm chừng vài lần thôi là nó sẽ xuống màu nước bóng lại liền hà. Tại xịt bóng thôi. Tại vì em mua sao là bán vậy. Bề ngang 63 phủ bì ghế nha. Đó. Chiều sâu vô là 5 tấc 2. Đó. Phủ bì nha. Bề ngang phủ bì là 5 tấc 6. 66 chứ. À, bề ngang là 66 phủ bì nha. Đó. Đây vách lưng là nguyên con, rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Chú chị mình xem vân ghế nè. Xem giùm em cái vân ghế thôi, vân cây á. Vách lưng là 1m12. Đó, cô chú chị mình xem giùm em rất là đẹp. Liên lạc lành lặn luôn, cây thì bằng gõ em bao cho cô chú chị mình luôn nha. Đây còn mặt đôn. Mặt đôn bề ngang á là 47. Đó, nhân lên á là 3 tấc 8. Đó. Đây cô chú chị mình xem giùm em cái mặt đôn cây nè. Dân cây đôn nè, rất là đẹp đúng không? Dân cây nè. Đó, bằng gõ. Tại vì cái này là chỉ sơn nước bóng thôi chứ không có mờ á phun màu hoặc là quýnh mặt ni hay là vẽ lên gì hết trơn á. Đó. Chiều cao. Để em đo thử coi nha, chiều cao bàn là 72. Chiều cao đôn của nó luôn là 67. Đó. Đây tới ghế dài. Phủ bì tay vịn ghế dài là 1m22. 1m22 nha. Vách lưng là 1m17. Đây ghim cái ghế này ra cho cô chú chị mình xem nha. Để em quay ngang lại. Đó. Cô chú chị mình nhìn dân cây nè, liên lạc lành lặn luôn. Đó dân cây nè thấy không? Rất là đẹp. Chạm là khỏi chê. Đây để em đo thử cái đố nha. Đố chạm này là 4 tấc nha cô chú chị mình ha. Rất là dày. Đó, nhìn rất là liền lạc lành lặn luôn. Cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, cũng như phía dưới này nè, người ta không có sơn bóng nè. Đó. Đó, cái dân cây là nhìn cô chú chị mình nhìn là thấy mắt mê rồi. Đó, rất là đẹp. Đó, đến đo cái bàn nha. Đây, bàn bề ngang lớn nhất của nó luôn là 63. Đó. Chiều dài bàn lớn nhất của nó luôn là 1m28. Đó, liền lạc luôn nha. Rất là dày. Bàn rất là dày nha cô chú chị mình ha. Bàn này dày phân có 3 phân mặt bàn á. Đó. Chiều cao của nó luôn là 73, nãy em báo cho cô chú chị mình đó, 73 72 đó. Đó, rất là đẹp, bộ 9 món. Đây. Nhìn rất là lịch sự nha. Bộ 9 món này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn cũng có giá là 92 triệu. 92 triệu em bao phí ship 1000 cây số cho cô chú anh chị mình nha. Vách 9 món. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 16A, một cái đồng hồ. Đó. Máy là đóng dệt Manin. Đó, máy là đóng dệt Manin nha cô chú anh chị mình ha. Đó, máy lớn 12 gông 12 búa. Em chưa vệ sinh chùi rửa gì hết trơn nha. Đó, chất liệu cây gỗ này là bằng gỗ của nước ngoài, gỗ sòi. Em bao tuổi đời gỗ này á là cho cô chú anh chị mình là chống mối mọt
khoảng cỡ 60-70 năm, cả trăm năm luôn cũng vẫn được. Tại vì những cái cây của nước ngoài là người ta xử lý mối mọt rất là tốt đó. Còn tuổi đời cái đồng hồ này em bao cho cô chú anh chị mình tầm 40-50 năm trở lên, cỡ 40 năm trở lên em bao cho cô chú anh chị mình chính xác luôn nha. 12 gông 12 búa đó, máy là em bao không tu dồn luôn. Chiều cao cái tủ là 2m 2m1 đó. Bề ngang của nó luôn là 6 tấc 3, lớn nhất nha, 6 tấc 3 bề ngang. Mặt đồng hồ của nó luôn là 2 tấc 8 đó. Đây, chiều dày vô là 3 tấc đó. Máy là em bao không tu dồn luôn. Của chú anh chị mình muốn nghe âm thanh thì chút xíu nữa thợ về lại tới chỗ vệ sinh chùi dầu, rồi canh giờ lại đầy đủ đàng hoàng, rồi em sẽ báo âm thanh chính xác cho cô chú anh chị mình nha. Là cái này mới lấy về thôi. Gông là gông thao nha. Đó, rất là đẹp, gông dày mà gông thao luôn. Mặt quả lắc này không cũng khoảng tầm từ giá 2 tấc 6, 2 tấc 7 nha. Đó, mặt quả lắc rất là lớn. Ở trên có một cái đèn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Xài điện. Đó. Ở trên có một cái đèn nè, đó xài điện nha. Ở dưới cũng có một cái đèn luôn, xài điện luôn. Đó. Cô chú chị mình xem nhãn hiệu giùm em bên đây, logo của nó vẫn còn. Đó, logo nhãn hiệu vẫn còn. Đó, cái này em sưu tầm được hai cái này nha. Cô chú chị mình xem giùm em. Đó, rất là đẹp, liền lạc là lặn luôn. Đây, đó. Mặt số là mặt số nổi thao. Mặt số trên này là cũng là số nổi thao luôn nha. Sao chăn này là canh lịch. Đó, kim dây có đây. Đó, quả lắc thì còn nguyên si là lặn luôn. Chất liệu bằng thao rất là đẹp. Đó. Mã số 16A em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 26 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 26 triệu. Đó. Đây gông thao rất là đẹp, bao xài 12 gông 12 búa. Mã số 17A. Đó, cũng là một cái đồng hồ luôn nha. Đó, Zetmanin. Máy đóng Zetmanin nha. Đây, mặt quả lắc này rất là lớn nha. Đó, cây thì em cũng bao là gỗ xoài hoặc là gỗ nó kêu bằng gỗ gỗ ốc chó gì của nước ngoài á. Đó, em cũng chỉ biết gỗ đó thôi, cái tên gỗ thôi. Đó. Chiều cao cũng là 2m1 luôn. Đó, chiều cao 2m1. Bề ngang lớn nhất của nó em đo vách lưng đi chắc ăn. Đó. Vách lưng của nó luôn là 5 tấc 3. Vách lưng là 5 tấc 3 nha. Đó, tại vì cái này nó chặt góc 3 góc rất là đẹp. Cũng là 12 gông 12 búa gông thao. Máy đóng Zetmanin. Đó, máy là máy đóng Zetmanin 12 gông 12 búa máy lớn nha. Máy là máy lớn nha, trên cũng có một cái đèn luôn cho cô chú chị mình ha. Vẫn xài được. Đó, 12 gông 12 búa. Cô chú anh chị mình có chỉnh âm cũng vẫn được nha, mà tắt âm cũng vẫn được. Đó, rất là đẹp. Liên lạc là lặn luôn nha. Đó, tủ là cũng là tủ cây này thì em bao là chống mối mọt cho cô chú chị mình luôn. Đó. Nếu mà giờ cô chú chị mình xài trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm thì có mối mọt ăn thì cứ liên hệ với em. Đó. Đây. Đó, mặt đồng hồ rất là đẹp luôn nha, mặt nổi rất là đẹp. Đường kính mặt đồng hồ này để em đo thử nha. 2 tấc 7. Đó. Đây, kim dây sao chăn lịch. Đó, nhãn hiệu của đồng hồ đây. Đó, máy thì đóng Zetmanin, em bao cho quý cô chú anh chị mình luôn, xài thoải mái vô tư. Mặt đồng hồ này á, quả lắc này 3 tấc lận nha. Đó, cô chú anh chị mình muốn biết thêm chi tiết hoặc là có thể nghe giờ nghe nhạc thì cô chú anh chị mình á cứ liên hệ với em. Thầy thợ chùi dầu xong xuôi, em sẽ quay gõ chi tiết cho cô chú anh chị mình biết nha. Nếu mà nhu cầu. Đó. Đây, thùng thì em bao liền lạc là lặn rồi, máy là máy lớn. Đó, gông là gông thao luôn nha. Máy này gông thao luôn. Đó, cũng có giá là 27 triệu. Đó, 27 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh chịu rất là nhiều. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.